và cái lớp ổn định cơ thể mình chân thảm. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống dưới sàn. Ý thức từ xương cụt, hít vào vươn cao cột sống, xoay vai, mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Ổn định tâm trí. Ổn định hơi thở. Ổn định nhịp tim của mình. Hãy hít vào và thở ra êm. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành ba tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào. Ôm. Lần thứ hai, hít sâu. Lần cuối, hít vào. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ trên gối, mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể. Thư giãn và thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt. Thư giãn và thả lỏng đôi vai, mềm mại với các ngón tay của mình. Thư giãn và thả lỏng lưng trên, lưng giữa, lưng dưới. Mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào mang oxy nhiều vào bên trong cơ thể. Căng căng bụng lên. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu bụng lại. Tống khí ra bên ngoài. Hít vào. Căng tròn cơ bụng lên. Như một quả bóng. Bơm đầy hơi. Và nhẹ nhàng thở ra hóp sâu. Hóp sâu bụng lại. Tống khí ra bên ngoài. Lần nữa hít vào. Căng căng cơ bụng lên. Và nín thở. Giữ hơi. Thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Thả mềm khuôn mặt. 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu tống khí ra bên ngoài. Hít vào. Căng căng cơ bụng lên. Và chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu bụng lại. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên và nhẹ nhàng thở ra hóp sâu. Hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng cơ bụng lên và nín thở, giữ hơi lần cuối. Thả lỏng vầng trán, thả mềm khuôn mặt. Giữ hơi tăng sức bền cơ thể, tăng sức chịu đựng cơ tim. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi thở ra hóp sâu. Hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên, thở ra, xẹp sâu.
xẹp sâu bụng lại. Hít vào, căng căng bụng lên. Thở ra, hóp sâu tống khí ra bên ngoài. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Hít vào nhẹ nhàng và thở ra êm êm. Hai tay ôm gối, cằm hướng về xương ức, chúng ta đi bài tập cổ. Hít vào ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khỏi ngực. Hít hai, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khỏi ngực lần hai. Lần nữa hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Thở cằm về sát khỏi ngực. Lần cuối hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm nâng cổ. Và giữ lại. Ba, hai, một. Thở cằm về sát khỏi ngực lần cuối. Ba, hai, một. Hít mặt về chính diện. Vươn hai tay lên, chắp tay lại, chà sát lòng bàn tay. Tạo độ ấm nóng cho đôi tay của mình. Chà sát và chà mạnh để có hơi ấm. Có hơi ấm rồi đưa tay ra sau vai cổ gáy. Nhẹ nhàng massage vai cổ gáy, mềm vai mềm cổ. Đưa tay lên, vuốt cằm, vuốt cổ từ dưới lên trên. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Ống và điểm giao nhau giữa hai chân mày. Và kéo ra đường chân mày, xoay xoay huyệt thái dương. Chậm rãi đưa tay ra phía trước, mở mắt. Chớp chớp mắt trong lòng bàn tay. Hai tay chắp lại, cúi đầu chào nhau. Namaste. Thầy xin chào cả lớp mình một lần nữa. Rồi mời cả lớp tắt chân đây, chúng ta nhịp cánh bướm nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, duỗi thẳng tay chân ra phía trước, xoay cổ tay, xoay cổ chân. Xoay đổi chiều ngược lại. Mời cả lớp đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn úp luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi một cái chuỗi động tác liên hoàn rất là dài ha. Cho nên là mình sẽ cố gắng tập trung và mình cứ đi đến lúc nào có thư giãn thì mình thư giãn rồi mình cứ tiếp tục ha. Những động tác hết sức đơn giản nhưng mà nó giúp cho toàn thân của mình được kích hoạt toàn bộ năng lượng. Rồi, chúng ta chuẩn bị chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào, võng lưng, vươn ngực, rướn cao cằm. Thở, hấp bụng, cuộn lưng, cằm về xương ức.
Hít vào, võng lưng vuông ngực rướn cao cầm lên. Thở hấp bụng cuộn lưng cầm về xương ức. Lần nữa hít vào, võng lưng vuông ngực rướn cao cầm. Thở hấp bụng cuộn lưng cầm về xương ức. Ba, hai, một, ký mũi chân rút bụng đẩy mông nâng hông cho ức mặt duỗi mình. Hít vào nhón cao gót chân. Thở ống gót chân xuống sàn. Hít vào nhón cao gót chân. Thở ống gót chân xuống sàn. Lần nữa hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít đá chân phải sang ngang. Bước phải trước trái một bàn chân. Chân chúng ta vẫn đang nhón. Hít vào đá trái sang ngang. Hạ trái trước phải một bàn chân. Hít vào đá phải. Hạ phải trước trái một bàn chân. Hít vào đá trái. Hạ trái trước phải. Hít vào đá phải. Hạ phải trước trái. Hít vào đá trái. Càng đi về phía đỉnh đầu bám chắc tay, hạ trái trước phải. Hít vào đá phải. Giữ 3, 2, 1, thở hạ phải trước trái. Lần cuối hít vào đá chân trái. Chân trái chúng ta đi sau cho nên chúng ta cũng phải về sau. 3, 2, 1, thở hạ chân trái bên cạnh chân phải. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên hít vào. Thở hấp bụng cò cuối gập sâu trở lại. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên hít vào. Thở hấp bụng cò cuối gập sâu trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao hít vào. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Co gối vươn dài người về phía trước bám tay xuống dưới sàn. Chân phải hít bước dài chân phải ra sau. Rút trái ra sau bằng phải tám ván. Gối ngực cằm chạm sàn. Những tư thế lớp mình có người làm tốt rồi rất nhanh và có những anh chị còn làm rất là chưa có được nhanh á, cho nên chúng ta sẽ chờ toàn bộ đồng nhất cái động tác rồi chúng ta đi tiếp qua động tác thứ hai nha. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Cho nên những ai mà chúng ta đã hoàn thiện trước thì chúng ta giữ asana chờ vài nhịp nó rất là tốt cho cơ thể mình. Ký mũi chân đẩy mông nâng hông cho ấp mặt duỗi mình. Hít vào nhón cao gót chân.
đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Hạ gót chân, nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người lên, hít vào. Thở co cúi gập sâu trở lại. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào, nâng lên. Chùm gối lùi mông ra sau, rướn cao lồng ngực, về ghế ảo. Lồng ngực được rướn cao, mông lùi ra sau mà ngực rướn cao lên. Tay vươn cao lên, ngực vươn cao lên, giữ thẳng người lên. Đúng rồi. Thở. Hơi thấp gối xuống một chút, vươn dài hai tay về phía trước 45 độ. Tiếp tục hạ thấp người xuống nữa, bụng tiến sát vào đùi. Tay bám xuống sàn. Chân trái bước dài ra sau. Rút phải ra sau tấm ván. Ổn định tấm ván nào. Đúng rồi. Cái mạng bên chị Hạnh nó bị yếu cho nên cảm giác cái động tác nó chậm chậm hơn một xíu ha. Hướng mặt về phía trước đó chị, những đừng có ngước qua màn hình nhiều quá, cái cổ của chúng ta nó sẽ xoay nhiều quá. Nâng chân phải rời khỏi sàn. Hạ đầu gối trái, thở đều. Chân phải vẫn ở trên cao. Hít vào tám ván. Tám ván tức là chúng ta nâng cái chân, hạ cái chân từ bên kia xuống cái lớp mình, hạ cái chân đã nâng lên rồi xuống. Đúng rồi. Nâng chân trái, thở đều. Hạ đầu gối phải chạm sàn. Hít vào tám ván. Gối ngực cằm chạm sàn. Nâng hai gót chân rời khỏi sàn. Duốt thẳng mũi chân lên trên trần. Chúng ta đang ở tư thế cái sáu rồi lớn. Vâng, chuột hết cái người luôn rồi. Nâng hai tay rời khỏi sàn. Ấn hai cái vai xuống dưới sàn. Hai tay dang ngang luôn. Hai tay dang ngang. Hạ tay bám sàn. Hạ chân. Ký mũi chân lùi mông ra sau em bé một xíu. Ba, hai, một, bám hai tay về phía trước. Bám chặt bàn tay, hơi nâng khuỷu tay, trường người về phía trước, rắn hổ mang.
Nâng tay phải rời khỏi sàn, hướng thẳng tay phải ra phía trước. Hạ tay phải, nâng tay trái rời khỏi sàn, hướng thẳng tay ra phía trước. Tay phải đưa lại về chỗ cũ, về cái lớp mình. Hạ hai tay, bám chặt lại xuống dưới sàn. Xoay vai, nâng ngực cao lên, chó ngẩng mặt. Cao thẳng tay luôn. Chó ngẩng mặt chị Hồng Hạnh. Ký mũi chân rút bụng, đẩy mông nâng hông cho úp mặt duỗi mình. Lên luôn đi chị. Về lại cho úp mặt duỗi mình nè. Nhón gót chân cao lên, hít vào. Chân phải hít đá phải lên cao. Bước phải về giữa hai tay. Ổn định tư thế. Nâng ngực rời khỏi đùi, hai tay dang ngang vươn dài cột sống về phía trước. Tấn chân trước vuông góc đạp mạnh gót chân sau. Hít vào thẳng gối trước, nâng thẳng người, tay vẫn dang ngang. Thở ra, trùng gối trước, vươn dài hai tay về phía trước. Hít vào, nâng thẳng người lên trở lại. Hạ gót chân sau. Xoay người về giữa. Là lúc này chúng ta xoay người vô mặt bên trong á. Xoay theo hướng cái chân của mình. Hạ gót chân sau, xoay người vô mặt bên trong. Vươn hai tay lên cao, hít vào, đóng mũi chân lại. Lúc này hai chân đều thẳng. Lúc này hai chân thẳng. Vươn dài người về phía trước 45 độ. Hạ hai chân xuống dưới sàn rồi, hạ hai chân xuống dưới sàn. Hai cái lòng bàn chân bám chặt xuống dưới sàn. Thẳng hai chân. Hít vào nâng lên trở lại. Vươn dài người về phía trước 90 độ. Hai tay nắm hai cổ chân. Gập sâu xuống. Đúng rồi. Ai tốt thì phần trán, cái đỉnh đầu chúng ta có thể chạm sàn. Ba, hai, một. Chậm rãi cụ lưng, vươn hai tay lên cao, hít vào, đi thật chậm thôi nha. Tư thế này chúng ta dồn máu xuống não rất là nhiều, đi thật chậm thôi. Thở ra, xoay người sang bên trái. Gót chân phía sau nâng lên 45 độ. Xoay người sang bên trái lý, tức là chúng ta hồi nãy đang xoay phải, bây giờ chúng ta đổi bên luôn. Đúng rồi. Tấn chân trước lại, chân sau, nâng cái gót chân sau lên. Hai tay dang ngang. Trùng gối vươn dài người về phía trước 45 độ. Chỉnh lại cơ thể mình nào, chúng ta xoay đổi chiều rồi. Đúng rồi. Bám tay xuống dưới sàn.
Rút chân trước ra sau tắm vạn. Rút chân trước ra sau tắm vạn. Chỉnh lại tư thế tấm ván cà lớp. Đẩy mông cho úp mặt dụi mình. Đẩy mông nâng hông lên cho úp mặt dụi mình. Hít vào. Đá chân phải lên cao. Bước phải về giữa hai tay. Hạ gối chân sau xuống dưới sàn. Trượt dài chân sau. Cấn chân trước vuông góc, vươn hai tay lên cao hít vào. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Đẩy hông mở ngực ngã người ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Hạ tay bám xuống dưới sàn. Nâng đầu gối chân sau lên. Nâng thẳng lưng, xoay cơ thể sang trái, thở đều. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hóp bụng vươn dài người về phía trước 45 độ. Vào nâng lên trở lại. Thở vươn dài người về phía trước 90 độ. Hạ tay. Nắm hai chân. Cò cúi gập sâu. Hít vào, chậm rãi nâng lên trở lại. Xoay người về phía trước. Tư thế chiến binh một. Gót chân lúc này bám xuống dưới sàn. Xoay lại người về phía trước cả lớp mình. Xoay lại người về phía trước. Là chúng ta đổi chiều. Chúng ta đổi chiều. Có lý thôi. Lý xoay qua lại đi em. Lý xoay qua lại. Xoay ngược chiều lại. Đúng rồi. Còn cả lớp mình đúng rồi. Cả lớp mình đúng Vâng. Nãy xoay đúng rồi em. Nãy xoay qua đúng rồi.
thả đầu gối chân sau, duỗi thẳng chân. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào, nâng lên trở lại. Đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào, nâng lên. Hai tay bám sàn. Ký và nâng chân sau lên. Rút trước ra sau tấm ván. Đạp mạnh gót chân. Đẩy mông nâng hông. Chó úp mặt duỗi mình. Nhón cao gót chân lên, hít vào. Co gối, mắt nhìn về giữa hai tay. Nhảy bật về giữa hai tay. Co cúi gập sâu, thở hết hơi ra. Nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người lên, hít vào. Hấp bụng, co cúi gập sâu trở lại. Cuộn lưng, vươn hai tay lên cao, hít vào. Đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào, nâng lên trở lại. Co nhẹ gối, lùi mông ra sau, rướn cao lồng ngực. Chúng ta co gối lùi mông ra sau mà rướn cao lồng ngực. Lúc này mình cũng đánh cong cái phần lưng luôn á, cả lớp mình. Tức là cái mông mình lùi ra sau nhưng mà chúng ta vẫn đánh cong cái phần lưng lên. Lý tức là đánh cong cái phần lưng lên. Đúng rồi. Người mình lúc này vẫn hướng thẳng lên. Đẩy ngực. Đúng rồi. Thở ra, ghế ảo, vươn dài người về phía trước 45 độ. Hạ thấp bụng, tiến sát vào đùi. Bám tay xuống dưới sàn, thở hết hơi ra. Bước chân trái dài ra phía sau. Rút phải ra sau bàn trái tám ván. Đạp mạnh gót chân, rút bụng, đẩy mông hông cao lên, tí nữa chị Trang lên. Nâng chân trái rời khỏi sàn. Hạ gối chân phải, thở đều. Hít vào, lên lại tám ván. Lên lại tám ván, mình chủ động hạ chân và nâng gối. Nâng chân phải rời khỏi sàn. Hạ gối trái, thở đều. Chúng ta đi rất là nhanh ha, chúng ta chỉ cần giữ ba nhịp thôi, cho nên mình cố gắng vượt qua sức mình một xíu. Chúng ta có cái nhịp hạ rồi. Hít vào tám ván. Tám điểm chạm sàn, gối, ngực, cằm chạm sàn. Chỉnh lại tay vai. Nâng gót chân hướng vào mông.
hai tay dang ngang hít. Hạ tay, hạ chân, lùi mông ra sau. Hạ tay, hạ chân nào. Lùi mông ra sau, em bé hít thở đều. Bò dài tay về phía trước. Bám chặt lòng bàn tay. Nâng nhẹ chỏ tay. Trương về phía trước. Rắn hổ mang. Trường thật, lướt thật là chậm, lướt sát sàn luôn. Nâng tay phải hướng về phía trước. Tay trái chúng ta vẫn bám ở cạnh ngực. Hạ tay phải bên cạnh ngực lại, nâng tay trái hướng về phía trước. Hạ tay trái cạnh ngực. Nâng người lên, chó ngẩng mặt. Chó ngẩng mặt tức là thẳng cái cánh tay lên luôn á cả lớp mình, rướn cái lồng ngực dài về phía trước, thẳng luôn cả cái cánh tay. Đúng rồi, tư thế này phải rút bụng lại chứ không đau thắt lưng nha. Ký mũi chân, đẩy mông nâng hông. Chó úp mặt duỗi mình, còn gọi là tư thế V ngược. Hít vào. Nhón cao gót chân. Chân trái hít đá trái lên cao. Bước trái về giữa hai tay. Chỉnh mũi chân sau, tấn chân trước vuông góc. Duỗi cái mũi chân sau ra phía sau nữa. Tấn chân trước vuông góc. Tách bụng ra khỏi đùi. Hai tay dang ngang. Vươn dài người về phía trước, hít vào. Nâng thẳng người lên, thẳng luôn gối chân trước. Thở ra trùng gối chân trước. Vươn dài người về phía trước. Hai tay hướng thẳng ra phía trước luôn. Hạ tay bám xuống dưới sàn. Rút chân trước ra sau tấm ván. Đẩy mông nâng hông, chó úp mặt duỗi mình. Nhón cao gót chân, hít vào. Tiếp tục nâng chân trái, đá trái lên cao. Bước chân trái về giữa hai tay. Hạ gối chân sau, duỗi mũi chân. Trượt đầu gối dài ra phía sau. Vươn hai tay lên cao, hít vào.
đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Đẩy hông mở ngực, ngả người ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Hạ tay bám xuống dưới sàn. Ký và nâng chân sau lên. Dựng thẳng người. Xoay cơ thể sang bên trái, thở đều. Xoay cơ thể đi cả lớp mình, xoay sang bên trái. Vươn hai tay, hạ gót chân. Đúng rồi. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở, hạ tay, đan tay ra phía sau. Hạ tay xuống dưới, hạ tay xuống dưới, đan tay ra phía sau. Đúng rồi, trụ chắc cho hai cái chân. Vươn dài người về phía trước, đánh tay qua khỏi đỉnh đầu. Bám chặt hai cái tay. Tư thế này ai đỉnh đầu hạ xuống dưới sàn được, chúng ta cứ cố gắng hạ đỉnh đầu xuống dưới sàn. Đánh tay cao lên nữa. Ba. Hai. Một. Cuộn lưng, nâng người lên trở lại. Tập chậm rãi thôi. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hơi thu chân lại một xíu. Hơi thu chân lại cái lớp mình, hơi thu cái chân chúng ta lại một tí. Tay vẫn vươn lên cao. Lùi mông ra sau, tư thế squat. Tay vẫn vươn lên cao, tay vẫn vươn lên. Chúng ta thu cái chân lại để chúng ta vừa đủ. Khi mà mình hạ xuống thì chân mình nó ở tư thế tấm được ở cả lớp mình. Đúng rồi. Hít vào nâng lên trở lại, tay cứ vươn lên nha. Chúng ta giữ vài nhịp để cho săn chắc bắp tay. Thở lùi mông, squat lần hai. Lùi mông chúng ta hạ thấp xuống để cho gối bằng hông, hông bằng gối bên này luôn. Đúng rồi, người chúng ta đang tấn trên một góc vuông. Hít vào nâng lên trở lại. Chúng ta có cái độ biên độ nâng cao rồi cho nên nó cũng không vào khớp hông, khớp gối nhiều cho nên cố gắng thở lùi mông ra sau. Squat lần 3. Hít vào nâng lên. Tay hơi mỏi nhưng mà cố gắng giữ. Thở lùi mông. Hạ thấp. Hít vào nâng lên. Thở hạ. Đúng lý, cố gắng tay nâng cao lên. Mỏi quá chắp hai tay trước ngực em. Mỏi quá chắp hai tay trước ngực. Đúng rồi, ai mỏi chắp trước ngực, ai không mỏi cứ nâng lên, săn chắc và nó làm giảm mỡ tay vai. Hít vào nâng lên trở lại. Nó mỏi thì nó có tác dụng của mỏi ha. Thở lùi mông hạ mới có nhịp thứ sáu thôi. Gần hết rồi. Hít vào nâng lên trở lại. Thở hạ. Chị Hạnh hạ thấp xuống một xíu. Hít vào nâng lên. Nếu mà không đau gối chị ha. Đau gối thì cứ giữ cao. Thở hạ. Lần cuối hít vào nâng lên. Thở hạ lần cuối. Và giữ nè. Hít thở đều. 10, 9, 8. Hạ thấp xuống cái lớp mình. Gối bằng hông, hông bằng gối. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Một nhón cao gót chân lên, hít vào 5 nhịp thôi. 5. Đúng rồi. 4. Cố gắng lên. 3. 2. 1. Bám tay xuống dưới sàn, hạ gót chân xuống dưới sàn. Bám tay luôn cả lớp chúng ta đang đứng ở tư thế đấy, bám tay hạ gót chân. Hít thở đều nào. Xoay người sang bên trái, trùng gối chân trước. Xoay người sang bên trái đi cả lớp mình. Đúng rồi. Trùng gối. Lý xoay lại em. Tôn Lý xoay lại, xoay lại. Xoay lại. Đúng rồi. Rút chân trước ra sau, tắm ván, chỉnh cái chân sau nào. Tắm ván thì chúng ta phải nhón cái gót chân lên. Đúng rồi. Chúng ta đi những cái nhịp liên tục, cho nên cái việc chỉnh mà để vào từng tư thế thì chúng ta cố gắng tự chỉnh một xíu ha. Đạp mạnh gót chân, trường dài người về phía trước. Rút bụng. Nhịp cuối rồi, giữ nào. 10. 9. Nâng eo cao lên nửa vần. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hạ gối. Ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên con răng. Thở hạ trán, chớp mũi chạm sàn. Xoay vai, lướt người lên con răng. Thở hạ trán, chớp mũi chạm sàn. Lần nữa, xoay vai, lướt người lên con răng. Ấn mạnh tay, ai tay ở phía trước dài quá, vâng, đưa cái tay ra phía sau một xíu, hai cái lòng bàn tay của mình á, đúng rồi, nâng thẳng người lên, chó ngẩng mặt, chó ngẩng mặt nha, chúng ta chỉ cần thẳng cái tay thôi là được, chó ngẩng mặt, chó ngẩng mặt chứ không phải chó úp mặt gì hả, nâng thẳng cái chỏ tay lên là được, nâng thẳng tay lên, đúng rồi, làm phải xích cái tay ra sau một xíu để em đẩy cái lồng ngực về phía trước á, em nâng lên cái này nó vào thắt lưng mà nó không có mở ngực. Giữ 3 2 1 hạ trán, chớp mũi chạm sàn, hạ xuống. Nó hơi khó một chút nhưng cố gắng, trán hạ luôn. Lần nữa hít vào, nâng lên, chó ngẩng mặt, rút cái bụng lại, đẩy cái lồng ngực về phía trước, nâng thẳng lên luôn. Thẳng lên luôn. Đúng rồi. 3, 2, 1. Trán chớp mũi chạm sàn, thở hết hơi ra. Duỗi thẳng tay ra phía sau, thư giãn bả vai luôn. Hít thở đều. Tay đưa ra phía sau luôn chị Hạnh. Hạ, duỗi hai cái tay ra phía sau luôn, thư giãn vai luôn. Hít vào. Thở ra. Mời cả lớp xoay người nằm ngửa luôn ạ. Rồi, hai tay chúng ta vươn qua khỏi đầu, tách ra rộng bằng mép thảm, hai chân dang ngang rộng bằng mép thảm. Đưa cơ thể mình về tư thế hình chữ X đó nha. Là tay chân chúng ta hơi dang rộng ra. Chân phải hít vào, nâng chân phải, nâng tay, nâng vai, chạm mũi chân. Hai tay luôn, nâng cả hai tay luôn cả lớp mình. Chân phải thôi nhưng mà tay chân nâng, hai tay nâng lên luôn. Chạm thôi đừng nắm. Thở hạ. Chúng ta đổi hơi thở nào. Hít vào, thở ra, hóp bụng, nâng tay và chân trái. Chúng ta đổi bên nha. Hít vào, hạ về. Thở, hóp bụng, nâng tay vai vào giữa hai chân. Hạ hai chân xuống, nâng tay vai vào giữa hai chân. Chúng ta đi ba nhịp lần. Hạ chân xuống chị.
Hạ chân. Lần thứ ba thì chúng ta nâng tay vai vào giữa hai chân. Đúng rồi. Hít vào, hạ về. Nâng chân phải. Tay vai thì chúng ta cứ nâng lên, nhưng mà chúng ta đổi chân, đổi tay, đổi chân thôi. Nâng chân phải. Hai tay chạm mũi chân phải. Hít vào, hạ về. Nâng chân trái, hai tay chạm mũi chân trái. Hít vào, hạ về. Nâng tay vai vào giữa hai chân. Hít vào, hạ về. Nâng chân phải, tay chạm mũi chân phải. Hít vào, hạ về. Nâng chân trái, tay chạm mũi chân trái. Hít vào, hạ về. Tay vai vào giữa hai chân. Hít vào, hạ về. Nâng chân phải. Hít vào, hạ về. Nâng chân trái. Hít vào, hạ về. Tay vai vào giữa hai chân. Mới có nhịp thứ tư nha cả lớp mình. Hít vào, hạ về. Nâng phải. Hít vào, hạ về. Thở nâng trái. Hít vào, hạ về. Nâng tay vai vào giữa hai chân. Hít vào, hạ về. Thở hấp bụng nâng phải. Nhịp nâng lên là nhịp thở. Chúng ta đi 7 nhịp thôi. Hít vào, hạ về. Nâng trái, thở hết hơi ra. Hít vào, hạ về. Nâng tay vai vào giữa hai chân. Hít vào, hạ về. Nhịp 6, nâng chân phải. Hít vào, hạ về. Nâng chân trái. Hít vào, hạ về. Nâng tay vai vào giữa hai chân. Hít vào, hạ về. Nhịp cuối nâng phải. Giữ. Lên. 7 6 5 4 3 2 1. Hít vào, hạ về. Nâng chân trái, chúng ta đi tiếp tục luôn. Xong rồi mình nghỉ luôn. Giữ. 7 6 5 4 3 2 1. Hít vào, hạ về. Tay vai vào giữa hai chân. Cao lên nha cả lớp mình. Đúng rồi. 7 6 5 4 3 2 1. Hít vào, hạ về. Co gối hai chân, ôm sát gối vào ngực. Xoay xoay cái phần vai, xoay xoay phần thắt lưng để cho toàn bộ từ đốt sống cổ đến đốt sống xương cụt trên một trục thẳng bám chặt xuống dưới sàn. Hai tay dang ngang. Lòng bàn tay ngửa, hạ hai chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Hạ tay xuống sàn luôn, cả lớp mình hạ hai tay xuống sàn luôn. Hít vào, nâng lên.
Thả hai chân sang trái, mắt nhìn sang phải, đổi bên. Hít vào nâng lên. Hai tay ôm gối, bật lăn lăn lên xuống. Lăn trái lăn phải. Tay chân lên cao, rung lắc tay chân. Rồi, hạ tay chân xuống, chúng ta thư giãn Savasana của bài. Hai chân tách rộng bằng mép thảm, hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Nghiêng mặt sang phải, áp thái dương phải xuống sàn. Thả lỏng lại cái cổ nào. Nghiêng mặt sang trái, áp thái dương trái xuống sàn. Đưa mặt về chính diện. Hãy hít vào và thở ra êm êm. Toàn thân cứ được thư giãn và thả lỏng. Thả lỏng từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu trải dài xuống các ngón chân. Cảm nhận sự thư giãn nhẹ nhàng. Thư giãn từ trong hơi thở. Thư giãn thân, tâm trí. Hãy loại bỏ hết những âm thanh, tiếng động, ồn ào ở bên ngoài. Chỉ tập trung hướng ý thức vào ngôi nhà nội tâm của chính mình. Hãy cứ chậm rãi hít vào và chậm rãi thở ra. Cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thoảng qua vuốt ve cơ thể bạn. Cảm nhận hơi thở dịu êm chậm rãi len lỏi vào từng tế bào, làm tươi mới toàn bộ các tế bào. Làm cơ thể bạn thanh tẩy hoàn toàn. Hít vào với nguồn năng lượng tinh khiết từ vũ trụ. Và thở ra với tình yêu thương vô hạn của cuộc sống này. Hít vào, trên môi nở một nụ cười. Tuy rằng nụ cười ấy không ai nhìn thấy bạn, nhưng chính bạn là người đầu tiên cảm nhận được nụ cười ấy của chính mình. Hãy cứ giữ nụ cười ấy trên môi. Hãy cứ hít vào tình yêu thương và thở ra ngập tràn hạnh phúc.
Mời cái lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Rung lắc nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể ra nào. Và thở ra, hạ tay xuống. Co gối nghiêng người sang một bên, nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Hai mẹ con nằm thư giãn luôn ha. Đã đời luôn. Mình mời cả lớp nâng người ngồi dậy. Ổn định cơ thể mình trên thảm. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Căng căng 10 đầu ngón tay. Hai tay chắp lại, đẩy ngược lòng bàn tay lên trần. Và chắp lại, kéo tay về trước ngực. Cằm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ lại. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào cả lớp, Namaste. Và xin chào cả lớp, cảm ơn cả lớp rất là nhiều.